Henry C, từ gã lái buôn vô danh tới tỷ phú giàu nhất Philippines. Henry C là người truyền cảm hứng làm giàu cho rất nhiều người dân Philippines. Khởi đầu trong hoàn cảnh khó khăn chồng chất, bằng nghị lực phi thường cùng khả năng kinh doanh hơn người, Henry C đã tạo nên một cuộc cách mạng tại thị trường bán lẻ của Philippines và bước lên đỉnh cao của sự nghiệp, trở thành người giàu nhất Philippines trong nhiều năm liền. Tham vọng lớn của cậu bé nghèo nhập cư. Henry C tên thật là Thi Chí Thành, sinh ngày 25 tháng 12 năm 1924 tại Phúc Kiến, Chiết Giang, Trung Quốc. Khi còn nhỏ, Thi Chí Thành đã sớm thể hiện những tố chất thông minh hơn hẳn những người bạn cùng lứa trong cả học tập lẫn những cuộc chơi. Ước mơ lớn nhất của cậu bé khi đó là trở thành một thương gia để có thể thoát khỏi cuộc sống khó khăn. Thi Chí Thành từng tâm sự: "Không có một tham vọng nào khác, tôi chỉ mơ ước trở thành một thương gia ngay từ khi còn là một cậu bé." Vì lẽ đó mà khi mới tròn 12 tuổi, Thi Chí Thành quyết định lên thuyền vượt biển sang Manila, Philippines, nơi bố ông đang bán hàng tại một cửa hiệu nhỏ để giúp việc. Khi gặp bố, ông đã òa lên khóc vì tận mắt chứng kiến cuộc sống quá vất vả của bố. Ông kể lại rằng, hàng ngày bố tôi phải dậy từ rất sớm, đi mua hàng ở một số nơi, sau đó về bán lẻ cho tới tận tối khuya, và sau đó ngủ luôn tại quầy tính tiền. Chính những khó khăn và cực nhọc đó của ông đã giúp tôi học được bài học quý giá đầu tiên về đức tính cần cù, tiết kiệm và kỷ luật trong công việc. Năm 1950, Thi Chí Thành nhập tịch Philippines và lấy tên là Henry C, bất chấp những khó khăn tại môi trường sống hoàn toàn xa lạ. Càng làm việc, ông càng bị những công việc kinh doanh nhỏ tại cửa hiệu cuốn hút. Ông luôn tập trung học hỏi những kiến thức, kinh nghiệm từ người cha và sau đó áp dụng luôn cho công việc tại cửa hiệu. Một thời gian sau đó, Henry C quyết định nhập một số loại giày về bán lẻ trên vỉa hè tại Ascaraga. Với suy nghĩ cần phải tích cực lao động và tạo được những nguyên tắc cho bản thân mới có thể thay đổi được mọi thứ, Henry C vừa bán hàng vừa tranh thủ thời gian đi học thêm tiếng Anh. Sau Thế chiến thứ hai, công việc kinh doanh mặt hàng giày có xu hướng phát triển mạnh. Nhờ vậy, từ khoản tiền tiết kiệm được, Henry C quyết định đầu tư toàn bộ vào mở rộng kinh doanh bằng cách sang Mỹ nhập một số loại giày giá rẻ về bán. Ngoài cửa hiệu là địa điểm bán chính thức, Henry C còn mang giày tới các nhà ga, bến xe để mà bán lẻ. Vì thế, lượng hàng bán ra tăng nhanh và những khoản lợi nhuận cũng lớn dần theo. Tới năm 1958, từ số vốn tích lũy được, cộng thêm khoản tiền đi vay của ngân hàng China Bank, Henry C đã mở cửa hiệu giày đầu tiên mang tên là Shoe Mart tại Avenida Rizal. Với tham vọng nhân rộng và xây dựng chuỗi các cửa hiệu bán lẻ, Shoe Mart của Henry C đã tập trung vào đẩy mạnh mặt hàng giày, đồng thời cho nhập thêm quần áo về bán. Cùng với đó, ông còn đầu tư thêm cửa hiệu mới để mở rộng mạng lưới phân phối. Tới năm 1970, Henry C đã có trong tay tổng cộng là 4 cửa hiệu bán lẻ giày và quần áo thời trang, nhằm tạo ra sự thu hút đặc biệt đối với khách hàng và sự khác biệt với những cửa hiệu khác. Henry C chủ động xây dựng các cửa hiệu của mình theo mô hình hiện đại, cùng với một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp trong khâu phục vụ khách hàng. Nhờ đó, thương hiệu Shoe Mart ngày càng được nhiều người tiêu dùng biết tới là một địa chỉ bán lẻ tin cậy hàng đầu tại Manila. Tới năm 1972, với mục tiêu sẽ làm thay đổi cách mua sắm của người dân Philippines, Henry C tiến tới thành lập doanh nghiệp bán lẻ và chính thức mở đầu cho chiến dịch xâm chiếm thị trường bán lẻ trong và ngoài nước. Thành công từ những ý tưởng điên rồ. Bước vào thập niên 80, mặc dù tình hình chính trị trong nước vẫn còn nhiều bất ổn, song mức sống của người dân ngày càng được nâng cao, kéo theo nhu cầu mua sắm ngày một lớn hơn. Phát hiện thấy tiềm năng rất lớn đó, Henry C nghĩ ngay tới việc xây dựng hẳn một trung tâm thương mại đầu tiên tại Philippines. Khi biết về ý tưởng đó của Henry C, nhiều người đã cho rằng đó là một ý tưởng điên rồ và sẽ thất bại vì đất nước thì đang bất ổn cả về chính trị lẫn kinh tế, cộng thêm nhu cầu của người dân chưa cần tới sự xuất hiện của một trung tâm thương mại. Tuy nhiên, bằng ý chí quyết tâm và những dự đoán rất chính xác của mình, Henry C vẫn quyết định thực hiện. Và tới năm 1983, trung tâm thương mại đầu tiên mang tên là SM City North EDSA đã hoàn thành và đi vào hoạt động. Trái ngược hẳn với những dự đoán ban đầu của nhiều người, ngay khi khai trương,
SM City North EDSA đã thu hút được một lượng khách hàng khổng lồ tới mua sắm, giải trí và trở thành một hiện tượng tại thị trường bán lẻ Philippines. Sau thành công ban đầu tại trung tâm thương mại đầu tiên này, Hennessy tiếp tục chuẩn bị cho chương trình nhân rộng mạng lưới các trung tâm thương mại ra các tỉnh thành của Philippines. Nhằm tạo nguồn lực cho chiến lược dài hạn của doanh nghiệp, Hennessy đã thành lập tập đoàn bán lẻ SM Group và tiến hành các chương trình thu hút vốn đầu tư có sự tham gia của hàng loạt các tên tuổi lớn, bao gồm Watsons, Personal Care Stores Inc., International Toy World, Ace Hardware Philippines, Star Appliance Center và Homeworld. Từ cuối thập niên 80 cho đến nay, hàng loạt trung tâm thương mại của SM Group đã được xây dựng và đi vào hoạt động tại hầu hết các tỉnh thành lớn của Philippines. Bạn đang xem video tại kênh Người Thành Công. Nếu là một người mê đọc sách nhưng bận rộn, bạn có thể tải ứng dụng Sách Tinh Gọn do NNT Studio sản xuất. Ứng dụng cung cấp phiên bản tinh gọn của hàng nghìn quyển sách. Với mỗi quyển sách, chúng tôi đã chắt lọc những ý tinh túy nhất giúp bạn tiết kiệm thời gian mà vẫn nắm bắt trọn vẹn nội dung của quyển sách. Bạn có thể tải ứng dụng tại website sachtinhgon.com. Tầm nhìn dài hạn, hành động táo bạo. Mặc dù không có được điều kiện học tập bài bản về quản lý kinh doanh như nhiều doanh nhân khác, nhưng trên cương vị người đứng đầu tập đoàn SM Group, Hennessy lại chứng minh được tài năng xuất chúng cũng như tầm nhìn dài hạn của mình trong việc quản lý doanh nghiệp. Chính ông đã trực tiếp tuyển về cho doanh nghiệp những nhà quản lý tài năng như Teresita, Hans Herbert, Elizabeth và Harley. Cùng với đó, khi các trung tâm thương mại được khai trương để tạo lập sự đa dạng cuốn hút đối với khách hàng, bên cạnh lĩnh vực bán lẻ thì Hennessy còn tập trung vào phát triển các loại hình dịch vụ như tài chính, giải trí, du lịch. Nhờ đó mà các trung tâm mua sắm của SM Group đã thu hút được ngày càng đông khách hàng trong và ngoài nước. Vậy nên Hennessy cũng là một trong những người có nhiều đóng góp nhất cho chiến lược phát triển lĩnh vực du lịch của Philippines. Khép lại những thành công thị trường nội địa, Hennessy còn tiếp tục hướng sang khai thác thị trường Trung Quốc. Bằng chiến lược đầu tư tổng thể, SM Group đã đồng loạt hoàn thành 4 dự án trung tâm thương mại tại Thành Đô Tứ Xuyên vào năm 2009. Mặc dù vấp phải sự cạnh tranh lớn khi bước chân vào thị trường tỷ dân, thế nhưng với sự dẫn dắt của Hennessy thì SM Group đã từng bước vượt qua tất cả chướng ngại và phát triển nhanh chóng. Với những thành tích kinh doanh đáng nể của mình, Hennessy được mệnh danh là vua bán lẻ Philippines, là người đã thay đổi diện mạo quốc gia này bằng đế chế trung tâm thương mại của mình. Đã có thời điểm khối tài sản của ông lên tới 19 tỷ đô la Mỹ. Chính vì thế, ông cũng là người giàu nhất Philippines trong nhiều năm liền. Vị tỷ phú của gia đình và xã hội. Sau năm 2009, Hennessy quyết định lui về phía sau, rút khỏi vị trí chủ tịch của SM Investments Corporation và chuyển giao trách nhiệm cho Joe Seo, một cộng sự của ông. Trong khi đó thì Holly C, người con Úc, đã trở thành giám đốc điều hành của SM. Hiện tại, SM Prime đang vận hành 70 trung tâm thương mại tại Philippines và 7 trung tâm khác ở Trung Quốc. Bên cạnh sự giàu có và óc kinh doanh, Hennessy còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi cách giáo dục con cái. Với 6 người con, ông luôn dạy cho các con phải đề cao tính kiên trì và chăm chỉ lao động. Từ khi 13 tuổi, các con của vị tỷ phú này đã phải đến siêu thị xếp hàng hóa lên các quầy kệ và làm thu ngân. Giờ đây, các con và cháu của ông đều tham gia vào việc kinh doanh của gia đình. Siko Sin, con trưởng của Hennessy, kể lại rằng, ông luôn dạy rằng, tài sản thực sự không tính bằng số tiền kiếm được, mà bằng số sinh mạng con người được giúp đỡ. Ông ấy thành công là nhờ đánh giá đúng bản chất của người Philippines. Họ làm việc và mua sắm vì gia đình. Họ dành nhiều thời giờ đi mua sắm, đi ăn ngoài tiệm, xem phim và vui chơi với con cái. Dù tuổi cao sức yếu nhưng hàng ngày, ông Hennessy vẫn ngồi trên xe lăn đến các trung tâm SM xem xét việc kinh doanh và tham dự cuộc họp hội đồng quản trị hàng tuần của tập đoàn SM. Sự có mặt của ông rất quan trọng vì đôi khi các giám đốc không đạt được sự đồng thuận. Khi đó, ông góp ý và đưa ra giải pháp tốt nhất. Ngoài công việc kinh doanh rạng rỡ, Hennessy còn là nhà từ thiện hào phóng. Một trong các hoạt động nổi bật là mỗi năm tỷ phú chia hàng triệu peso giúp cho các trường đại học cấp học bổng cho hàng nghìn người trẻ không có điều kiện đi học. Đến giữa tháng 1 năm 2019, Hennessy đã qua đời ở tuổi 94. Sự ra đi của ông là một mất mát lớn cho cả nền kinh tế và xã hội Philippines.
Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé.